À, chấm đen cày quá cày anh em ơi. Đây vô. Vô chép anh em ơi. Vô phát có xôi luôn anh em. Anh em vô lấy xôi luôn anh em ơi. Cá quá trời cá đây anh em. Mới sáng sớm có xôi luôn anh em. Xôi luôn mà cá ăn như chó luôn anh em. À, à. Mấy con rồi? Đây mấy con rồi đây? Hai con, mới sáng sớm hai con rồi. Đó anh em. Sáng sớm hai con. Con này con thứ ba nha anh em. Cá ăn như chó luôn. Đây anh em. Con này 2 ký mấy 3 ký à. Đó vô anh em, vô cái có xôi luôn nha. Cá ăn đều đều khắp các hồ luôn, hôm qua lên 3 tạ mấy cá. Khiếp hồn. 30 cây, 20 mấy cây, 3 tạ cá. Hôm qua hỏi mấy anh em đánh xôi mà anh kêu 1 tiếng nó lên hơn 10 con. Tiếng hơn 10 con mà nó ăn đều hồ luôn đó, chứ hôm qua ông nào cũng có cá. Đây nè, vô là có xôi luôn nha. Tiếng sau có xôi nha anh em ơi. Đánh có 4 mét rưỡi thôi anh em. 4 mét rưỡi mà cá sáng giờ ăn mấy con rồi. Ăn như chó luôn. Cá lớn luôn, ăn miệng luôn. Tiếng sau có xôi, đợi từ từ bắt trời. Tiếng sau có xôi. Tiếng sau có xôi đúng không Tài? À được được được, ok ok ok. Được 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 được. Đó. 2 ký mấy. Cá nhỏ là giờ lựa hết qua kia luôn nha anh em, kể cả cá coi luôn, lựa hết qua kia cho anh em quấn tạp. Bên này bắt đầu châm hàng lớn vô thôi. Qua mới về thêm 20 em lớn nữa nha anh em. Đó. Thêm 20 em lớn chép heo nữa. Hôm qua về thêm 30 con chấm đen nữa cho anh em bắt nha anh em. Đó, có livestream anh em coi lại livestream nha anh em ơi. Tha hồ quấn nha anh em. Ây trời ơi, rớt cái bịch. Lùng lỗ luôn. Đó anh em, đây. Xuống rộng hết rồi nha anh em. Đó, anh em vô lẹ có xôi luôn nha anh em ơi. Sáng sớm vô có xôi ăn luôn. Khỏi ăn sáng luôn nha anh em. 4 mét rưỡi rồi, không cần quấn dài nha. Đó, phao đồ 2-3 cây phao ngoài hồ kìa. Quá trời phao rồi. Anh em me me máy oxy đánh không à. Đó, vô có xôi luôn nha anh em. Cả anh hôm qua bão 3 tạ mấy cá, hôm nay châm tiếp cho anh em luôn nha anh em. Ngày hôm nay đủ 20 cây, chỉ cần đủ 20 cây thôi nha anh em. Mai châm tiếp 100 cái chép cho anh em chơi luôn. Bão nguyên tuần cho anh em luôn nha anh em. Đó. Ngày hôm nay đủ 20 cây, mai về tiếp 100 cái chép tiếp nha anh em. Trong khi đó hôm qua về 20 con chép heo với lại 30 con chấm đen à. Anh em chơi chấm đen ghé đây luôn nha anh em. Chấm đen hơi bị dày đó. Chấm đen mới hôm kia thả, hôm qua thả tiếp. Cá lên tiếp nha anh em. Đang sôi nha anh em ơi. Cá này cá đầu sôi luôn nè. Cá đầu sôi luôn nè. Cá lớn nha anh em. Nè. Cá đầu sôi nha anh em ơi. Chà. À, anh em ơi, cá đầu xôi nha. Anh em chạy vô đánh xôi anh em ơi. Chưa thấy mặt không ta? À. Cá đầu xôi luôn nha. Đó, cá đầu xôi cho anh em luôn nha anh em. Chạy vô chơi anh em ơi. Cá lên đều quá trời đều luôn anh em. Cái gì vậy trời, con thứ ba trong tiếng. Đuổi việc, tăng lương đuổi việc luôn. Cá ăn miệng đó luôn, trời ơi, con thứ ba trong tiếng luôn đó. Con này đè chắc rồi gì nữa. Không, con này to thiệt, nhìn cái đầu lên con này 2,5 ký 3 ký rồi. Hàng 4 luôn á hả? Đâu nhìn cỡ con nó cỡ 3 ký, 2 ký mấy 3 ký thôi. Con thứ ba ăn miệng đoàn hoàng lên mặt rồi. Ừ. Không sao. Thua kèo này tao bày kèo khác, bắt con khác anh em nha. Đó. Anh em tranh thủ vô dứt anh em ơi.
đang vô tiếp kìa, chuẩn bị sôi hai luôn anh em nhá. Anh em đang vô tiếp đây, con thứ 300 tiếng mà mới 11 phút anh em ơi. Tiếng cứ lên đều đều chục con anh em ơi. Anh em nào cũng có cá cứ tiếng đều đều chục con nha anh em. Đang có sôi, chuẩn bị sôi hai nha anh em nha. Chuẩn bị sôi hai luôn. Anh em ghé bắt cá nha anh em ơi. Rồi, à, cha chê, quá cha chê vậy anh em ơi. Đó. Chê này chắc cũng chắc hàng 4 á. Quá dữ. Ghê chưa, ghê chưa. Đó. Oxy là bùm bùm bùm. Giật đâu đủ. Ồ ồ. Ồ chim nữa kìa. Ồ. Quá dữ, quá hay. Ai đồ lúc nào cũng dữ quá. Điện chô. Giữa lại âm nữa mà mình tu tí cho vui con nghe mà. Phá em hoài chú. 45 tiền. 30 tiền. À. Ở 30 thì 30. Kìm đâu? Vẫn kìm gấp cái cha nó kìa. Cầm gấp. Gấp cái thọt nó ra rồi. Thiệt tình. Ta canh nội ngay mép ta giật thôi, để cho nuốt mới giật. À trời cái lỗ đó. Cái đó mà quay qua, qua mép bển là quăng ngay lỗ là dính rồi, chắc luôn đường vậy thôi. Cái chê. Rồi đầu cầu cũng cần cái cha về luôn. Hơn nãy chắc cá bự hơn nãy nè. Ôi ai đồ làm quá trời anh em ơi. Cứ quăng mồi xuống lụm, quăng mồi xuống lụm. Đó. Hay quá. Lý chi hết trời. Thấy mồi xuống đó, thấy mồi xuống đó. Anh em câu chê đâu hết rồi. Ai câu chê, câu cha, câu chim nè. Anh cho. Ủa hôm nay kia làm được mấy con. Nó lên hôm lên con cha 8 kg luôn kìa. Mà nó uống nguyên bụng nước trời. Ủa đó giờ mới thấy cái chứ. Lên ẵm lên đái độ nó xì ra một bụng sụp lép luôn. Anh ẵm lên đồ tưởng đâu có gì độ ông nội này ẵm lên đái trời. Ủa quá khổ quay lại cái cha nó xì nước rồi uống ấy. Lại luôn. Quá wow. Con này phải bự hơn con nãy. Con nãy là 30, con này là 40. Chị hai. Hay quá, cả lần liên tục. Lấm tay, quá hay. Li chia, cả li chia. Gà thấy phong thủy không? Không ra cá lên liên tục rõ ràng. Mấy cá này nó mấy cá này nó phải lên mặt tiền nè. Ngồi đây luôn đi. Ở đây này chứ gì đâu. Tao phái lên mặt tiền nè, nó hôm nãy giờ đợi ô gan lên chim đó nè. Tao phái lên hình mà nó không cho tao lên hình. Cho lên hình chút nó thả xuống gì đó đúng không? Đúng rồi. Tao muốn làm đẹp mà. Cá ăn chó lên này, đó. 4 cục mồi 3 con. Do cục kia là do là bị gớt thôi. Chứ không gớt là chắc cũng 14 con rồi đó. Đó. Quá hay. Hai con chê, một con chim. Ôi, chú bà hay quá chú bà ơi. Tao không hay, ai hay mày. đang sôi hai hồ luôn nha anh em ơi. À, đang hồ tiếp với hồ tạp ở ngoài là đang sôi luôn anh em ơi. Sôi hai hồ ạ.
cái hồ nhỏ đó nha mày. Trực tiếp cũng đang sôi. Tạm này cũng đang sôi nha nè. Hai hồ đang sôi. Chà, chè chim ăn gì chó. Dục ba cục màu dính lụm ba con nữa chú à. Hay quá. Mỏm con này đỉnh quá. Sao tự nhiên tới hu luôn trời. Lên tiếp nha anh em. Ê còn một phút nha, con này trong sôi nha anh em ơi. Ơi chép 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 chép. 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 Chép anh em ơi. Trời ơi. Ôi được rồi, có nhớt được rồi, có nhớt là được rồi. Con này khỏi cân luôn. Lớn đang à, hai cái mấy? Lớn đang 2.3 rồi. Rồi. Có nhớt. Xuống rộng. Cảo lên luôn ơi, cảo lên luôn. Hên quá, hên quá. Có nhớt, có nhớt. Có nhớt luôn anh em ơi. Đó. À, nó dính gì đường nào mà xảy. Lử miệng, lử lưng, lử tè lé. Chết luôn. Sụp lỗ rồi, sụp lỗ luôn rồi. Sụp lỗ luôn rồi. Đó. Đầu nè, ăn nay xong cái bò về nè. Chuẩn bị bò về. Ủa bò ăn chỗ nào nó không ăn. Ăn chỗ nào nó cũng ăn nha. Ôi mệt rồi, ngồi chứ kịp nữa cái cá lên. Kỳ chứ kìa. Chim tôi. Mới vừa cha lên bà chim. Ủa này vậy là ngon rồi, vip ơi, vip ơi. Cha chim. Làm thêm chê nữa. Cho đủ bộ môn. Ôi, tiếp tục lên em ơi. À, này hồ cha chê chim lên liên tục nữa nè. Chị ơi, chị ơi. À con này mới đã nè, mới đã ăn chứ tính là không thấy yếu tao lên bự dữ ta, thấy đọt đâu cũng đâu ấy không đâu không lụm tiền lụm tiền. Hai con này là phải 60 sướng tại rồi với trời cho ngóc đầu đi, ngóc đầu đi, đừng gáp đừng gáp, cứ từ từ cứ từ từ. To đấy. Đúng rồi, đồ nãy giờ bự quá, nó ngâm dưới mà đồ, nó phải đảo 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 chứ. Mấy nhỏ nó hỗn lắm. Đụng qua táp rồi đồ. Đó. To đùng luôn nghe nè. Đù, hoa. Con này hàng 4, hàng 5, 4, có 4 kg. Đó. Dĩ trái, dĩ trái, trái. À, khôn thiệt nữa ơi. À, cái đầu rõ ràng nó vô nó quay đảo liền, thấy giật đảo liền. À, khôn, đúng không? Đủ rồi. Quạt hai phát nữa, cho mày quạt nổi nữa, quạt đuối rồi, đâu quạt hết nổi. Ôi, quá trời. À, gì, nó gọi là chế, đó. Bả luôn rồi nè. Hai đồ nè, đó, hai đồ. Yeah. Ngâm dưới nãy giờ nuốt luôn hay gì vậy? Má thọc thọc vô tát cái bọc mà. Quá đứt lên tay rồi. Thọc thọc vô đụ nó gỡ gỡ làm cái bọc. Dạ? Nó dính cắn ngứa đó. Nó cắn không cắn. Cắn ngứa tay đó. Ôi. Rồi. Thôi kéo gọng lên bỏ vô chắc ăn rồi. Đủ. Nó một màn nữa. Nó kéo gọng lên thì cho nó chắc chứ thụ như vậy.
À, chứ để cái này mà đâu bỏ sơ sẩy đi luôn. Báo. Một mình nó là căng hết. Mình nó bắt đủ gì. Mình nó là căng hết. Lụm tê. Ngon lắm vậy nè. Quá dữ, quá dữ. Cái chè như cần nhiều 5 con vậy được rồi, cần chứ nhiều. Đúng rồi, 5 con vậy thôi, lụm tiền. 5 con như qua phà đó, không cần nhiều. Thôi, cái cha tiếp tục lên em ơi. Bữa nay học cha cho ăn chó. Cha chim chơi lên điều cho nghe nè. Lụm tiền. Câu tới mấy giờ lận anh? Cho 5 6 kg. Câu tới sáng cũng được, quá gì ghê vậy. Còn ít thời với câu chừng 9 giờ về thôi chứ độ câu gì dở đuổi luôn á. 8 tiếng giờ quất 8 tiếng. 8 tiếng vừa rồi. Thôi một cá nó uống nước rồi mày mắc cười cái bụng nó đụng trong bốc. Khi ẩm lên đáy nó ẩm hô đụng nó ẩm lên nó đáy. Ẩm lên nó xì chập lép cái bụng. Quá à, nhìn tiếu rồi chứ. Bắt cá lớn lắm thôi sụt. Gì? Mùi hương cái này không? Thôi. 8 kg. 8 kg rồi chắc bự cũng cực khổ bự quá. Bự hơn. Nhìn cá khùng nù đã lắm. Bự hơn nữa hả? Rồi đủ. À cá không đã lắm. Nhìn cá đẹp lắm. Lợm 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 lợm. Hay quá đúng lỗ luôn. 2 kg. Ê lọt lọt lọt. Xích lên đúng. Thôi. Thôi. Dạ chỉ mới bắt dính cá chứ đâu. Lụm tiền 20. Rồi rồi nó xe. Chiều căng căng lượt luôn đi mấy chục ký. Chiều căng luôn mấy chục ký. Giờ căng chỉ là 2 ký. Thả rộng đi cho nhiều, nhìn nó nhiều nhiều. Nghĩ sao vậy, ông cá nó gịch ngược, anh kéo ngược lại rồi bụi rồi sao ra. Hỏi bởi vậy. Nó có chạy theo đâu. Thiệt tình chứ. Thấy không chưa, ai đồ dương không bắt cá sáng nhiều quá trời nè. Quá được mấy con cá rồi, quá trời luôn. Gọng sắp đầy rồi đó. Mấy cái con cá. Nó lụm. Quăng hay quá, quăng ngay lộ luôn rồi. Mà ai muốn quăng tới bển đâu, ai muốn quăng tới bển thì quăng đâu. Nãy nước tôi nắng đắt rồi quăng mới tới. Chứ quăng cực mồi là thua. Lụm tiền. Đó, đó, thấy không? Bây giờ đi dớt con đó luôn. Tích cho nó kéo động tác được không? Cá lên liên tục ra nè. Chiều mát cá che ăn liên tục. Mới giờ lên xong là tiếp tục rồi. Quăng xuống đớp đầy luôn anh, thấy mày. À, quăng xuống mắc phao liền luôn, ghê thiệt. Hạ hỏng. Đúng rồi anh em ơi, cá anh với chó. Nó hạ hỏng sẵn rồi vậy, đủ vậy. Nó hạ hỏng sẵn vậy, đủ quăng ăn luôn, đớp luôn à. Hay thiệt. Chim hả? À? Cha chơi chim đầy đủ rồi đó. Còn gì nữa? Mới vừa rồi hả? Má nằm ngoài mép đó. Thập thập ngón tay vô coi nó có cắn không? Để cá chết mặn rồi mà còn bị nó cắn nữa.
Ủa, lấy cái thấy đen đen cái dao này nại thọt 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 chơi đủ cái anh làm cái bụp má đúng mấy cái chìm sợ tới giờ cũng thấy cái miệng nữa. Lẫm tê hay quá trả lời liên tục tại thiệt ghi cũng lên cám dở quá mà màu dở quá chê. Bị ghê vậy không? Nói, sướng sướng luôn kéo rồi hả? Vũ không đâu. Ông bắt con bò xong đụng má bắt con bò xong mệt quá. Bò con. Bò con nó ăn. Gõ đầu kia qua căng nè. Bò này cho quá giờ không? Không, bò mà. Rồi đây lại. Ông có bắt về với tính sao? 15 ký là rúa. Căng ký thấy xuống. Thấy chung. Thấy chung. Bỏ nó. Thấy lắm. Thấy lắm. Cái gì cô anh cô 8 tiếng hay cô 3 tiếng? 8 tiếng. 8 tiếng thì 15 rồi. Thôi chắc được 7 ký không? Không tới đâu. Thấy không? Dẫn vài sổ bộ nặng lắm á. Căng lên biết gì. Căng thử đi. Căng chứ, lấy không căng. Tiền tài cầm căng 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 không căng. 10 ký thả đây đi. Không 10 ký ông lỗ, cậu lỗ. Con này không có 10 ký đâu. Mà 8 ký thì các bạn. 8 ký 7 ký. Trời ơi, dân con cá mà cái kìm quẩy quá trời. Kìm hả? Kìm trong vỏ có chứ. Tài ơi, căng căng dụng bò luôn Tài ơi. Sáng quá. Tư đây căng 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 cái căng căng giùm bò luôn cái đang live stream nè quá bồ tèo ơi rồi có kê nó là về rồi đúng không đủ bộ ta đây chim bò 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 sợ bò bự để em chụp hình để báo cá cho mấy tối ông bắt luôn tối ông bắt bò bự luôn cho mình.